Này update bự chả bá luôn đấy. Ơ ladder đâu rồi? Con mẹ ladder đâu rồi? À đây à. À dậy như con. Quan trọng là game phải đẹp. Game phải nặng hơn. Cấu hình phải nặng hơn, mọi thứ phải đẹp hơn. Đúng không? Lâu anh em nhá. À nào đọc update nào. Hôm nay update mấy GB ấy, nó tự update xong mẹ tôi đã biết update mấy GB. Ui các bạn thấy mọi thứ nó tự dưng mọi thứ nó kiểu nó liên quan đến nhau không? Major update on upgrade. Omar có gì nghĩa là tất cả lên tàu, các bạn hiểu không? Bitcoin bay nên là CS2 cũng update mà. Xác nhận là Gaben đã vào tàu. Map đi trên là có từ 1.6 các bạn thấy không? Classic Counter Strike Heavy Ink of Cheat Map. Overhaul. Sửa lại hết là giống map Overpass ấy. Black Eastern European Train Yard is now 60% cloudier with a chance of rain. Có nghĩa là tôi thấy bảo là bản update này như map này có cả mưa mà đúng không? Mẹ chắc là tụt FPS vậy. So queue up get ready à, nghĩa là anh em được queue để chơi ở chế độ cây rùa và competitive. Premier là chưa có đúng không? Bởi vì gần major quá nên là cái bản update này mình nghĩ anh nghĩ là phải major sau nó mới bắt đầu cho map này vào thi đấu. Rồi anh em chơi để test chuột bạch ấy. Overpass update. Mẹ map này vẫn chưa bỏ à? Với cả mấy map này mấy map mới đúng không? Edin, Whistle, Basan, Plan. Sao bọn nó không làm được cái logo map đi nhỉ? Mẹ trông phèn vãi. Basan và Edin là Castle Competitive, Palette và Whistle là Wingman. Tiếp này đọc ở dưới này đúng không? Damn Prediction. Add Damn Prediction, Damn Prediction Setting, Damn Prediction Allow Client to Play All of the Winter Confirm. Có nghĩa là không cần phải cái tín hiệu của mình không phải chờ server trả về mà nó theo client side luôn đúng không? Nhưng mà anh đéo hiểu để làm gì. Damn break can make shooting feel more responsive but come with risk of being wrong due to empan tagging. Có nghĩa là khi mình bật cái này lên có thể là mình bắn vào người nó, nhưng mà mình nhìn là mình bắn vào người nó mất máu nhưng có thể là không đúng đúng không? Update 9GB à? Cái này là disable by default này, enkill double by default. Damn break không thể active khi mà ping mình cao. Update AC chưa ạ? Xem này cứ quan tâm đến những thứ tiểu tiết đấy kìa. Quan trọng là game phải đẹp. Game phải nặng hơn. Cấu hình phải nặng hơn, mọi thứ phải đẹp hơn chứ. Đúng không? Ngọc đéo xứng đáng chơi CS, em nói thật em sang mẹ vào LAN mà chơi. Sao update lại có cả mèo này? Đấy, các bạn thấy không? Update cả một hệ sinh thái ấy, sự sống các thứ vào game mà. Mèo chuột các thứ đầy đủ luôn này. Valorant có không? Có đúng không? Lại something is wrong rồi. Là sao? okay. Đây, chức năng update mới đây các bạn thấy không? Tưởng là bắn vào đầu rồi nhưng mà không phải. Đấy. Okay. Đấy. Heaven giờ có cái nó bỏ cái lan can đi để rơi xuống luôn à? Được, nói chung đéo quan tâm, tôi đéo thích map này. Úi giời. Trông xịn không? Xịn trò chưa? Úi, tại sao cái tàu bây giờ nó như này à? Ui sao trông lạ thế nhở? Mẹ đéo phải bắp. Đéo phải bắp trên tôi biết các bạn ơi. Hết rồi đúng không? Cái Damn Prediction là đấy. Cái Damn Prediction là cái đấy đấy các bạn. Lúc này có thằng bắn đấy. Ok này, đọc tiếp nha. Animation update third party. Nó sẽ chỉ che mặt lên khi mà nó thực sự mù thôi đúng không? Mù hẳn đúng không? Còn chớp thì nó sẽ không hiện là tay mù nữa đúng không? Như hồi xưa nữa đúng không? Sửa chân. À, bây giờ Grand Rate Preview Now Show Result of a Jump Throw Wide Jump Tuyệt Nhi Hell. Có nghĩa là khi mà mình giữ cái nút nhảy ấy, lúc mình vào cái map tầm ném bom, mình giữ nút nhảy thì nó sẽ hiện vệt. Nó vẫn hiện cái vệt quả bom mình bay đến đâu. Map Guy. Add a Map Guy for Chain, why not for Lab? Ui, bây giờ có cả gai là có nghĩa là mình vào dậy mình ném bom luôn à? Sửa new game setting cho radar blend với cả map, có nghĩa là cái độ đậm với mờ của nó của cái radar ấy, đúng không? Cái này là fix lỗi thôi. Nhưng cái này chắc là để sắp tới bây giờ các bạn xem Go TV ấy. Đây là add map này, như em bảo này. Map này thì map trên này chắc chắn là phải đến mùa sau bây giờ sau mới bắn. Thay map gì thì chưa biết, chắc thay Vertigo. Vertigo giờ làm gì team pro nào bắn. Wingman này, bỏ mấy cái map này ra này. Mấy map nhỉ, nó cứ cho mấy cái map này vào trong công có đâu nhỉ. Overpass sửa nhiều này thì rồi, mùa sau lại overpass vào rồi. Thế nó phải back hai map ra. Nó phải back Vertigo thay bằng trên này. Thế overpass vào thay map gì nhỉ? Map này chán mà.
không có vác update á. Ui các bạn non. The Team Monkey đã chính thức có phiên bản tiếng Việt nha các bạn. Có trang mua bán đồ cũng như trao đổi đồ set 2. Mình cũng có thể lấy thêm bonus bằng cách là điền code HOG ở đây. Nếu mà bạn chết trên 10 đô thì các bạn sẽ bắt được bonus này. 100 đô thì sẽ được 5 đô nha. Thêm 30% bonus cho khi các bạn nạp tiền mặt, cũng như thêm 5% nữa là 35% bonus khi bạn dùng code HOG của mình. Ngoài ra thì hàng tuần còn có cả những thứ freebie cho các bạn ở đây. Và chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ Skin Monkey nha. Cái vác update nó ít khi nó cho vào cái trang log cực, nhưng mà nó vẫn update ngầm ở dưới ấy. Bây giờ cho vào trang log là update anti-cheat trong vào vẫn có hack thì các bạn chửi đúng không? Thà nó cứ update ngầm, đợt này là đỡ hack hơn rồi. Rồi. Update vào game lag thế này. Ok. Ui giời, tàu này. Lên tàu. Ý anh Gaben bảo lên tàu. Time prediction này. Cái này có nên bật không anh em? Mình cứ để theo ấy thôi nhỉ, mình có thể đi default nhỉ. Nào để xem Gaben dạy mình map đi trên nào nhỉ. Ủa map này chắc FPS tụt vãi. Mình sang cảnh sát trước. Trời còn mưa thế này. Ui giời. Ray chasing hả các bạn? Đổ bóng này. Ui. Nước dính vào súng kìa. Đúng là game của tương lai. Nào, check ở B trước nha. Má này tụt FPS lắm. Tôi chơi một mình mà FPS còn như này. Ơ, cái cửa đéo mở được. Đinh Minh ơi. Con mẹ cái cửa đéo mở được. Ơ, thế bây giờ phải đi như nào? Ôi, mất mẹ cái góc ở trên này rồi này. Cái này có bút lên được không nhở? Chỗ này bút lên được không nhở? Chỗ này có bút lên ở đây không nhở? Đéo được rồi, nhìn đứng này là không được rồi. Thế chỗ này thì sao? Ờ, không được. Tôi chưa có một cái góc kê thẳng ở đây này. Nhảy lên một cái bục ở chỗ này này. Kê được thẳng cao này. Ui, thế bây giờ khó nhở? Thế bây giờ chỉ có thằng này là kê ở đây thôi. Hay, nó làm map phải đỡ CT. Hồi xưa map phải CT á. Ờ, nó có thêm cả cái bục đứng ở bên này này. Hồi xưa nó không có cái bục đứng ở bên này. Hồi xưa các bạn chỉ đứng ở cái cầu thang ở đây thôi. Ôi, sửa nhiều đấy. Cho anh nhảy lên được. Sửa nhiều đấy. Nên là mấy cái khe tàu đấy bây giờ to nhỉ. Ui, cảm giác trông vắng. Cảm giác trông vắng quá. Tàu này thì vẫn thế. Vẫn mấy cái vệt bom là vẫn ném qua đây đúng không? Ừ, vẫn như cũ này. Vệt bom là vẫn ném qua đây này. Nhưng bây giờ không có khe nữa rồi. Hồi xưa có một quả smoke one way ở đây này. Bây giờ nó đéo có khe để ném nữa rồi. Ui. Rồi ném kiểu đéo gì. Đúng rồi, đéo có khe rồi. Hồi xưa ném xuống cái khe này. Nói chung ở bom B là tôi thấy rộng hơn. Nhất là cái khoảng trống này này. Tôi thấy là CT dễ bắn hơn đấy. CT mà bắn cẩn thận thì dễ bắn hơn. Không phải cương nữa, bắn kiểu khéo khéo ấy. Còn đương nhiên là nó làm như là để cho CT ít cái góc kê thẳng hơn rồi. Nhưng mà thành ra lại có thêm mấy góc nấp mới cũng hay mà. Ví dụ góc này chẳng hạn, kê được mấy góc này hay mà. Ok đấy. Chỉ là cái trong cao này phải có thăng lóc này. Trong cao, ôi. Ờ bây giờ đứng được khe này không lộ đấy. Thùng này đục được không? À. Thùng này đục được nhưng mà nó biết làm sao mình ở thùng này hay không. Ờ biết đứng mẹ đây kê trong cao thôi. Được. Ok là đấy. Ok, lên trên này đi. Ui. Bên trên này nó là cái nhảy xuống à. Map này map lên. Ui. Nó ladder đâu rồi? Con mẹ, ladder đâu rồi? Ơ, có cái phòng gì ở đây đây? Ơ. Cái phòng này là phòng. À, đây là ladder à? Ờ, chỗ này vẫn ok. Có góc nấp ở trong này không? À, vẫn có. Ui, chỗ này còn nhiều góc kê hơn ấy. Ok. Ôi, trời, mẹ sao không làm cái chỗ này phá được đi. Để rơi bình thường đi. Ui, ladder này. Ui, quả ladder này clear lâu. Thế thì bây giờ đi xuống ladder bị chậm ấy mọi người. Không đi ladder nhanh được. Bọn CT đó ạ. Bọn CT mà có vào chiếm ladder đó, nó có chỗ nấp này. À, chỗ này nấp được không? Chỗ này thì đéo được. Chỗ này thôi. Ờ. Ok. Ui, quả ladder này rồi xa nhở. Bên T ra thì đéo được. Ví dụ một thằng có cứ đứng ở đây có tiếng này. Nó báo là có tiếng, nó ném quả flash hộ cho. Ok đấy nhở. Úi xồi ôi. Nào xem ngoài nào.
Mất con mẹ tầng 2 rồi. Này, mất cả tầng 6 rồi này. Mất cả... À, tầng 2 đây này. À, đâu? Đang sửa à? Chuyện giờ đéo có tầng 2 nữa à? Ui. 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 Này, map này khác hẳn rồi nhờ. Cho nhảy ra. Ui, rộng nhờ. À, cái chỗ này, cái Z này cũng rộng hơn này. Cái trong Z này cũng rộng hơn này các bạn này. Cái chỗ này rộng hơn này. Ui, tít thò lò luôn mà. Thử ném quả bom chống rớt xem nào. Ném được không? Chuyện ném đập mẹ vào cái đèn à? Không, chắc vẫn có về thôi. Không, nên bây giờ các bạn đi ra đây, các bạn không bị cái góc này phớt nữa này. Không bị cái góc Z phớt nữa này, các bạn ra được này. Cái góc này thôi. Đấy. Ui, nhưng mà ra khó đấy. Nhìn thế thôi, cái độ khó để việc đi xa là cũng khó đấy nhá. Vẫn bốt điện này. Thế bây giờ báo là tàu gì nhỉ? Chắc bây giờ báo tàu màu thôi à? Tàu đỏ, tàu bom, tàu vàng à? Đúng không? Bây giờ báo là tàu đỏ, tàu bom, tàu vàng đúng không? Chắc cái này mà. Nhiều góc hết. Biết nó đóng cái này vào nhờ. Đây là IV này. Vẫn đi được từ đây này. Đây là IV này. Ok. Xong vẫn đây là city đúng không? Ờ nó vẫn làm như thế thôi, nhưng mà cái chỗ này là nó đóng này. Cái chỗ này là nó đóng này. Thế ông nào cái IV ở đây là lại không bị ở trong bom bắn lóc ở đây thôi. Ok là được. Đi thử vào IV rồi mà. IV giờ mất mất cái thùng đúng không nhỉ? Lâu quá rồi không chơi. Hồi xưa có con chim ở đây, mất mẹ con chim rồi các bạn ạ. Hồi xưa có con bồ câu ở đây, các bạn còn nhớ hồi xưa có con bồ câu ở đây, xong có ông nào nhảy lên con bồ câu nó bay lên được không? Ui, FS thùng lát đi mẹ. Ok. Có tắt thằng mưa không? Có tắt thằng mưa không? Quả này là quả. Mẹ ga Ben dậy ném bom này các bạn ơi. Học. Kéo nhở. Tôi đã không hiểu lắm. Đặt tâm vào cái 2x á. Đặt tâm vào cái 2x kiểu gì? Mẹ sao hướng dẫn khó thế? À đây à. À dậy như con ôi cái con mẹ à mày. Tại sao nó phải dậy như này mình làm gì nhờ? À đặt cái 2x vào đây à? À, ui rồi ôi. Ở đâu? Mày đi đâu ấy? À, rồi. Dậy đi cái máu. Rồi, đây là ném cái gì? Vẫn hở mà. Bọn ga ve này vựa nhờ. Sao nó không làm như cái mấy cái map ném bom hồi xưa ấy, cho mẹ cái vệt đi cho người ta ném, đặt tâm vào đấy ném đi. Địt mẹ là có vẻ à, đặt vào đây, đặt cái chữ 2x vào đây. Thế địt con mẹ lúc nào cũng phải bật cái này lên ném à, nhà quê vãi. Thì à nó phải nổ ở đây à? Ok. Thế nào. Anh đéo bao giờ anh học ném bom kiểu này, anh nói thật mọi người luôn. Anh không bao giờ anh học cái kiểu ném bom ở đấy, nó ném nó chậm ra. Ừ, che được thật à. Ran đâu à? Nó hút vãi ra. Hồi xưa bọn tôi học ném bom ấy là bọn tôi nhớ luôn là cái vệt ở đâu, hiểu không? Thế là đặt, ví dụ như là đặt tâm vào đây, kéo lên hay như nào đấy, các bạn tự tìm được vệt đấy mà. Mẹ Gaben. Gaben là phức tạp vãi bỉu. Ơ, mất mẹ rồi. À, ném xong là nó không cho ném lại nữa luôn à? Nào, xem nào. Cái này là cái gì đây?
Cái này là ném thẳng về mày luôn đúng không? Đâm cho đâu? Ném IV à? Ơ, bây giờ ở đây gọi IV, thế ở đây gọi là cái gì? Ơ mẹ, thế ở đây gọi là cái gì? Tạp vai. Nó hợp với cả newbie, các bạn hiểu không? Nó hợp với cả newbie. Nó thật là nó hợp với cả newbie. Mấy ông kiểu mà chơi Valorant với cả còn Trinh Weeboo các thứ, vẫn còn Jin các thứ thì hợp ném rồi đấy. Zed sớm mốc. Lại trừ 2x. Thằng bố này mày nữa, trừ 2x ở đâu? Ok. Nếu mà là tôi nhá, nếu mà tôi sẽ nhớ là à, đặt tâm vào đây. Đặt tâm vào chỗ này, sang bên phải một tí, kéo tâm lên. Xong rồi ném. À nhảy ném thì nhầm. Tôi sẽ nhớ kiểu đấy cơ, chứ tôi không nhớ cái kiểu kia. Trông phức tạp thế. Nó phải nổ vào giữa Z chứ. À nổ ở đây à? Ờ, dị thế nhở. Mệt thế. Nào xem cái trừ 2x của mày nào. Trừ 2x. Ờ. Xong rồi jump throw. Vẫn là vào đấy thôi mà. Chứ không phải nổ ở Z, quả này nó chỉ nổ ở đây thôi. Chứ các bạn từng ném cái kiểu kia các bạn khó nhớ và các bạn bị chậm ấy. Tôi sẽ nhớ kiểu kia, tôi cứ nhớ cái kiểu này thôi. Đây, đặt tâm từ cái thanh này, kéo sang bên phải một tí, kéo lên, chạm cái ngưỡng này, nhảy ném. Thế cho nhanh, mẹ. Từ hồi set go tôi đã học ném kiểu thế rồi. Cái này là chỉ do mấy ông newbie thôi mà. Đâu, phức tạp ạ. 1i. À, chỉ kéo lên một tí thôi mà. Thế thì đơn giản. Bạn đi vào góc. Các bạn để tâm vào cái đầu này, kéo lên nó line up với cả cái này này. Đấy, kéo lên. Đơn giản đấy, kéo này lên, ngang thằng này. Rồi, ném. Đúng không? Long dog à? Bây giờ nó gọi cái này là long dog. Chỗ này nó không gọi là ladder nữa các bạn ạ. Chỗ này gọi là dog. Một chó, hai chó, hiểu không? Đây, dog cái này, thấy không? Đấy, long dog. Mẹ mệt vãi. Cả cái này, chắc chỗ này là long này. Long dog là chỗ này. Nào mình bây giờ mình phải làm bài tập về nhà đã. Làm bài tập về nhà. Nhảy ném. Long dog. Đấy, hai quả. Chó dài, một chó dài. Còn hai quả ở đây tôi quên con mẹ là à, quả ở đây đúng không? Quả ở đây quên mẹ về rồi. Quả ở đây hình như chỗ này để phải. Đoạn này này. À không phải à? Có phải nhảy ném không? Không nhảy ném mà đúng không? À đây, 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 đây. Kéo từ cái đen này sang này vào cái chỗ tam giác này bên trái một tí. Cái này vẫn hở nhở. Để vào giữa một tí nữa. Hồi xưa quả cũ ấy là nó đứng ở đây này. Thật ra chả quan trọng đâu, các bạn cứ đúng vệt là được. Đấy chưa? Đứng ở đây các bạn vẫn ném được mà. Thế tên nó có dạy quả ném á? Nó ném dạy ném mỗi bên tể à? Nó dạy ném mỗi bên tể các bạn. BCT không dạy luôn. Ok là thế nhỉ? Dạy mỗi bên T, không dạy CT ạ. À. Con lại dị vãi luôn. FPS mà nó ok một tí thì ngon. Còn lại tôi thấy được, phải chơi thử mới cảm nhận được. Mẹ em các bên các bên dạy kiểu đi. Thôi bom B để các bạn cứ ném tạm đi. Ý các bên là thế. Ném tạm đi.